Tại vì GX bán cũng nhiều và số lượng nó về cũng rất là nhiều luôn. Nên hiện tại thì chắc cửa hàng mà nói về mô tô mà GX chắc ở đây hiện tại chắc sở hữu số lượng trùm quá. Vô địch thiên hạ, không đối thủ. Đó. Rồi tiếp theo là con này cũng mới về nè. Màu đỏ đen. 29. 29 nhìn 68. Nhìn 68. Dạ. Đây các bạn, thì mấy chú này ở trên Đồng Nai xuống mua chiếc GBX Demon và bản GN đang rút sơ cho các bạn. Rút sơ nên cả số máy với số khung. Uzi thì hiện tại thì tặng một cái nón bảo hiểm mô tô và một chiếc bình nhớt. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cái lô mà R15 V3 mới về. Và đây là chiếc xe khách vừa mua các bạn ở Đồng Nai. Và mình sẽ lướt sơ qua một vòng ở đây rồi mình sẽ báo giá chi tiết ha. Đợt này thì R15 V3 về nhiều, GX cũng rất là nhiều. TFX 5 chiếc nha các bạn. Đó. TFX 5 chiếc, R15 5 chiếc. Và GX là 12 cái. Đó. Tại vì ở đây bán liên tục, bán một tốc độ nói chung là cũng nhanh đó các bạn. Thì đủ các loại luôn. Rồi 15 V2 này và một số dòng rỉ Demon. Rồi Rebel 125. Đó. Rồi những con xe giá rẻ. Thì quý chị và các quý chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0976 741 725 gặp anh Phong. Đó. Thì ở đây cũng có dịch vụ trả góp và xe ở đây là giá đã bao gồm rút hồ sơ để sang tên các bạn. Đối với những xe mà trên 20 triệu còn dưới 20 triệu thì không bao rút hồ sơ. Dạ. Rồi. Thì bây giờ chắc là mình báo giá mấy con. Con đầu tiên này đi, MSX. Đó. Đấy. Chắc phải nhét vào tận đây luôn. Đó, đây là con MSX nha các bạn. MSX thì hiện tại còn 3 con. Đồng giá là hạ giá xuống cho anh em là 37 triệu một xe. À, đồng giá là 37 triệu một con. Con đó. Này là 28 này, hồ sơ rút sẵn rồi. À 28, hồ sơ rút sẵn. Đó, người mà thấp thấp mua những con này về đi. Còn về cái dòng giá thấp ha. Cái này là Hunter. Hunter. Hunter 125. Nhất bình. Nhất bình. Bình. Con này hiện tại bao nhiêu anh? Giá của nó là 20 triệu 900, đang giảm cho anh em là còn 18 triệu. À 20 triệu, hiện tại giảm là còn 18 triệu. Đó. Nhìn xe cũng rất là ngầu luôn. Rồi, đây là hai cái con MSX mà nãy mình nói trong lô 3 chiếc. Thì hai chiếc này là màu đỏ. Đều đồng giá 37 triệu hết. Đồng giá là 37 triệu. Rồi, tiếp theo là con Suzuki Ien à. Con này là Thunder. Thunder. Thunder với Ien nó là một dòng. Có Thunder có Ien luôn. Đó, Thunder, đó Ien này kia. Thunder này giá là 36 triệu 9. Hồ sơ rút sẵn rồi. Anh em rút sẵn thì đăng ký thôi. Hồ sơ rút sẵn. Đây anh em. Con Ien là 37 triệu 9 biển Sài Gòn. Thì mỗi con đang trợ giá cho anh em được 1 triệu 9. À mỗi con là giảm đang giảm 1 triệu 9 nha quý chị và các bạn. Đó. Và con Yamaha 125. Con đó thì là 22 triệu 9, giảm còn 20. À 22 đang giảm còn 20 triệu. Đó. Đây là con Thunder. Đây là Ien á. Con này là Ien. Ien. Con nãy là Thunder. Ien này là đèn tròn á. Nó khác nhau à cái đầu đèn. Dạ. Rồi tiếp theo là con Rebel 125. Con này bán giá nhiêu anh? Con đó là 17 triệu. 17 triệu nha các bạn. Đó. Rẻ hơn, rẻ nhất đó là cái con Difan á. Difan 12 triệu. Thôi, con xe 12 triệu đó các bạn. Đó, mô tô đấy. Quý chị và các bạn nào mình muốn mua về mình chơi thì mình mua mình chơi thôi. Tại vì đó là dòng Trung Quốc. Rồi toàn là xe khách đổi không các bạn. Rồi tiếp theo là Rebel 125 này các bạn. Rồi này lại có Rebel 125 về nữa này. Chưa về. Rebel về em gọi. Ồ, cái bồ nó to chứ ta. Bồ nó bồ đồ à.
hai người bia được mỗi người một tí. Con này là Rebel 125 nổ như vết ngàn rồi. Bao nhiêu anh? 18.900. 18.900 hả? Đúng rồi. Hai máy. Rồi Bell hai máy 125 18.900 các bạn. Đó. Nổ như vết 1000 à. Đó. 18.900. Con này là biển số ở đâu anh? Số Tây Ninh. Tây Ninh. Đó. Nói luôn nó là xe tàu nhé. Nó là Rebel USA. À, Rebel. Nó là xe Trung Quốc sản xuất ha. Thì à. Anh em đừng nghĩ nó là Mỹ, chỉ có Mỹ Tho thôi. Đó. Coi anh nào. Bảo là cái con này sao mà xe chính hãng rẻ thế. Đó. Xe tàu. Đó. 18.900. Có sao nói thế. Rồi. Tiếp theo là con T-Bix à? T-Bix. Bây giờ mình báo giá mấy cái con kia trước ấy, xong đến loạt tiếp ấy xong. Rồi. Đó thì đây còn con GZ219. GZ219. GZ219 con đó là 51.900. 51.900. Đi 3000 rồi, biển Đồng Nai nha các bạn. Xe như mới. Rồi, tiếp theo là W175. W175 thì 54.900, đang bớt cho anh em xuống là còn 52 triệu tròn. Đó 52 triệu tròn, đời 28. Đó và con rẻ nữa kìa. Đấy còn con Suzuki mẫu Classic đấy. Đấy, cái con đó thì giá của nó là 22.900. 22.900. Suzuki GT125 và giảm xuống cho anh em còn 20 triệu. Đó, còn 20 triệu nha các bạn. Đó, tất nhiên rồi. 20 triệu. À, thầy nhớ gửi cái đó lên anh nhá. Tiếp theo là dòng TFX. TFX. TFX thì hiện tại có 5 con. Giá thấp nhất là nhiêu anh? 52.900. 52.900 tới 60.900. Đó. Có TFX của Indo này. X thì nó hơi khó, mình cứ gọi là xe của Malai nó dễ. Đó, xe Malai đấy nha các bạn. Đúng rồi, và M-Lab của Thái. À, của Thái. Thì nó có 3 phiên bản luôn. Có 3 phiên bản, đó. Đủ hết. Tế biết thì hiện tại có 3 phiên bản, đủ luôn. Thì như con đầu tiên. Con đó thì xe đăng ký năm 2017. 2017. Ở biển số 68 Kiên Giang. Đến xanh ạ. Con này đi được 14.000 cây. 14.000. 52.900. 52.900 nha các bạn. Đó. Màu đen này, màu đen nha. Màu đen. 52.900 con đầu tiên nha các bạn. Còn đây là xe đấy chưa? Rồi. Con này thì là đi được 2.000 cây xe 2019. 2.000 cây xe 2019 nhưng nhìn rất là đẹp. 67 anh ra cuối 2019. Con này đi bao nhiêu ngàn anh? 2.000. 2.000. À, 59.900 nha quý chị và các bạn. Đó, 59.900. 29. Rồi, để biết 27 đi 3.000 coi. Đó, các bạn nhìn thấy con này lên cô đồ rất là đẹp luôn. Là không thích bộ độ thì mình đổi sang cho Bujin. Bộ độ Akamovic. Giá là 54.900. Đó, 54.900 nha các bạn. À, tiếp đến là cái thằng của Malai. Rồi, thằng Malai. Tên X Malai. Đi 6.000 cây biển Tây Ninh. 6.000 cây biển Tây Ninh nha các bạn. Đấy, quay cái hiệu này nha anh em, nhìn giá là gì. Đấy. Đó. Cái đó là của Malai. Malai. Còn đó là 58.900. 58.900. Rồi, rồi, để biết Thái rồi các bạn. Mà lại Thái thì đủ hết. Con này đi 2 đĩa. Ừ, con này đi 2 đĩa. Nên 2 đĩa rất đẹp. Ồ. 4.000 cây. 4.000 cây. Biển 94. À. Bạc Liêu. 94 Bạc Liêu. Hết Bình. Hết Bình à? Nó hơi yếu Bình. Yếu bình rồi. Yếu bình rồi các bạn. Rồi. Đấy, đi vận chuyển về nó chỉ chảy đúng một tí xíu thôi, còn đâu là xe như mới. Một chút
xíu lên. Đó. Này vận chuyển này nó cạ chảy một tí teo. Đó, chiếc này nhìn rất là mới. Giá là 60.900.000. À, 60.900.000. Như vậy là cũng là Thái. Đâu là đắt nhất ra. Đắt hơn à. Xe 29 chiếc. Đắt hơn 2019 luôn. Con này 27 à. Đắt hơn 2019 của Indo. Thế thì nó các kiểu lựa chọn như anh em muốn đó. Lựa chọn dòng gì. Muốn Indo mà lại Thái đều có đủ. Đó. Rồi thì mình vừa giới thiệu qua cái dòng TFX. Thì sẵn tiện chắc là mình sang đến thằng R15 V2 đi. V2 thì còn con đó là 45 triệu và một con 45 triệu và 48 triệu là đều màu xanh giống nhau. Xanh giống nhau. Đó. Con này xanh lè và con kia là xanh đen tí. Đó. Đó là 15 V2 nha các bạn. Đấy mình báo giá luôn con Demon này anh. Rồi mình ra mình báo giá cái dòng GTX. Rồi. Như trước mặt quý anh chị và các bạn đó là một con GBX Demon. Đó, 29 anh. 28. Cuối 28 biển Sài Gòn. Được, con này tựa như Ducati. Nó là cái mẫu làm màu đèn này nó làm theo kiểu là thấy sao nhỉ, nhìn nó yếu yếu ấy. Đó. Cái này thì là nó nhập nguyên bản là của Thái Lan về hết. Nhập nguyên bản Thái Lan. Tin như nào muốn chính xác anh em lên Google. Con này là còn bọc keo nguyên con nha các bạn. Giá 47.900.000. 47.900.000. Biển số Sài Gòn. Tiếp đến là biển Anh GSX. Rồi. GSX thì bản R thì còn 12 chiếc nha các bạn. C thì về liên tục. Thì đầu tiên muốn giới thiệu quý anh chị và các bạn đó là một con GSX phiên bản màu đen nhám. Đời 29. Giá tổng thể đi giá từ 51.900.000 cho đến là 57.900.000 là bản thường. 51 đến 57 là bản thường. Còn bản ABS là 61.900.000. ABS là 61.900.000. Thì đó. Như cái con đầu tiên con đen nhám đó là biển số 84 Trà Vinh. 84 Trà Vinh đi 3.000 coi. Giá là 57.900.000. Thì hiện tại trong cái dòng GTX trong tháng này thì mình đang giảm 1.900.000 đúng không? 1.900.000 một xe. Đó, 1.900.000 một xe. Nên quý chị và các bạn nào mình muốn mua GTX thì mình tranh thủ trong cái tháng này đi để mình được lợi đó các bạn. Rồi, tiếp theo là cái chiếc GTX thứ hai là màu đỏ tươi đang lên tem trùm Cá Mập. Con đó là biển Cà Mau. Rồi Cà Mau 8.000 cây. 8.000 coi. 56.900.000. 56.900.000 nha các bạn. Đời 28. Rồi. Tiếp theo là một con màu trắng đỏ. Đời 29. Đi được 3.000 cây biển Tiền Giang. 3.000 coi biển Tiền Giang. Giá là 57.900.000. Còn con kế tiếp nữa là ABS. Rồi, ABS các bạn. Phiên bản ABS đấy. Nên đây một trong những cái phiên bản đắt tiền hơn những cái bản thường. Cái cả chênh là chính là 57 với lại 61, tên nhau có 4 triệu. Đó, tên nhau 4 triệu nha các bạn. Là con đang sử dụng tem tem nữa. Con này tem là trùm. Tem trùm. Biển số 66 Đồng Tháp và đi được 8.000 cây. 8.000. Xe 29, 29. Giá là 61.900.000 nha các bạn. Còn con xanh kế tiếp là biển 93 Bình Phước. 93 Bình Phước, 7.000 coi, đời 28. Giá là 54.900.000. Tiếp theo nữa là một cũng màu xanh biển Bình Phước luôn. Đời 28 giá 52.900.000. Con đấy thì đi được 20.000 thôi. 20.000. Đó. Rồi mình qua tiếp con màu xanh nữa này. Màu xanh thì hiện tại có 4 con lận các bạn. 5 con màu xanh. Thì tiếp theo là cái con này cũng đời 28. Biển số ở đâu anh? Biển số 36 Thanh Hóa. 36 Thanh Hóa giá là 55.900.000. Và một con màu xanh thứ tư cũng 28 rẻ nhất 51.900.000. 51.900.000 các bạn. Tại vì ô đô 10.000 anh. Hơn 10.000. Xe hơi chật một tí nên là không đúng rồi. Từng con đó. Tại vì quá chật bởi vì nó về rất là nhiều luôn. Nên quý anh chị và các bạn thông cảm ha. Rồi, con màu xanh cuối cùng này. Bao hết không phải lo đến máy móc. Máy móc đã bao zin các bạn mua thì được bảo hành máy 6 tháng, vẫn bảo hành máy 6 tháng. Và tặng nhất nó bảo hiểm mô tô nha các bạn.
Đây. Nói với con này cũng quên mất là cái bảng này là nó bản độ. Bản độ à? Con này nó độ. Nó độ lại hết toàn bộ dàn đầu và ốp thêm bình xăng với ốp đuôi. Đấy. À đúng không? Như em nhìn thấy bản đồ rồi. Đây, bản đồ này khoảng. Nếu mà ói đèn là đèn rồi, hai con zin với con ói khác rất khác nhau nha. Đây cái này là độ đèn. Độ đèn gương cầu. Và độ đầu á. Độ nguyên dàn đèn này. Đó, ốp thêm bình xăng với lại ốp bình xăng, ốp đuôi. Thì con này nó đi được có 1.300 cây thôi. 1.300 cây. Đến Tây Ninh. Đến Tây Ninh. Đó. Nên giá của xe nó độ lên phút đồ chơi nó cũng mắc hơn xíu. Nó 60.900.000. À 60.900.000. Đó các bạn nhìn nè. Ring của nó này các bạn. Nhưng mà khi độ lên á nhìn rất là đẹp nha. Nhìn nó ngầu. À, hai con mắt như mắt cú á. Hai mắt độ lên đẹp. Đấy, tiếp theo nữa là con này là màu đen biển đen đỏ, biển Đồng Tháp 2019 luôn. Con đấy thì đi ít lắm. Có 2.000 mấy cây. 2.000 57.900. Giá là 57.900. Đó. Thì tại vì GX bán cũng nhiều và số lượng nó về cũng rất là nhiều luôn. Nên hiện tại thì chắc cửa hàng mà nói về mô tô mà GX chắc ở đây hiện tại chắc sở hữu số lượng trùm quá. Vô địch thiên hạ, không đối thủ. Đó. Rồi, tiếp theo là con này cũng mới về nè. Màu đỏ đen. 2019. Điều 68, giá là 57.900.000 anh. Đi bao nhiêu ngàn anh? 4.000 coi. 57.900. 57.900. 2-3.000, 4.000 nó cũng nằm sát sát giá như vậy. 68. Rồi. Tiếp theo là con GX cũng màu đỏ đen luôn. Con hiện này... tại có 3 con màu giống nhau á. 3 con màu đỏ đen. 3 con màu đỏ đen. Một con màu đen nhám và 4 con màu xanh. 2 con màu đỏ trắng. 2 con màu đỏ trắng. Con này thì là biển 43. Đà Nẵng. Cái này nó cũng ốp theo bình xăng à. Con kia nó cũng ốp như vậy luôn. Ốp bình xăng, ốp đuôi. Ốp đuôi rồi. Giờ mới quay được ở ngoài này mới quay cụ thể cho con. Quay là dễ nhìn. Nó dễ nhìn. Ốp đuôi thì các bạn đi. Nếu mà những cái không ốp á các bạn nhìn trong kia nó nhỏ xíu à. Đích như đích beo á, nhưng mà ốp vào thì nhìn rất là cân đối, đúng rồi. Đấy con này thì nó lại được cái là nó biển số sạch. Đấy. 4561. 4567 luôn. 7. Wow. Giá của nó là 59.900.000. 59.900.000. Đó bản số sẵn á. Quý anh chị và các bạn nào mà ở Đà Nẵng mua con này về chơi được á. Anh em thích biển số mua chơi. Thích 4567. Đắt hơn con kia là nhiều tiền. Đúng rồi. Mấy cái con biển số thường như nó 57 rồi. Con này 59.900.000. Đắt hơn có 2 triệu. Đi 1.300 cây. 1.300 cây. Thấy giá không thấy. Đúng rồi. Số sẵn rất đẹp. Tiếp đến là mấy em R15V3. R15V3. Thì hiện tại á, hôm nay lại đây là bán đi thì rồi sau đó nhập về. Vẫn còn 1-2 con đập cũ. À vẫn còn 1-2 con đập cũ nha các bạn. Đó. Thì con đầu tiên này điểm 29 Bình Bình Phước. 65.900.000 nha các bạn. Đi bao nhiêu ngàn coi nha. Con này đi được mấy nhỉ? Bật đây. Cái nhớ có cái nhớ cái khủng 7.000. Đó 65.900.000 là 29. Còn con này rẻ nhất à, con này 20 đi 20.000 coi 20. Thì số ngàn coi cao thì dẫn tới số tiền cũng rỉ hơn. Đó là 59.900.000. 28 Đồng Tháp. Đồng Tháp nha các bạn. Được đến với là biển 60 Đồng Nai. 60 Đồng Nai. Thì con này cũng đi được có con này đi 5.800 cây. 5.800 coi. Giá là 65.900.000. Đó, 29. 29. Con này cũng 29 nữa. Con này cũng màu xanh đen. 29. Giá là 66.900.000 luôn anh. Đúng rồi. Con này đi được 3.000 cây. 3.000 coi. Thì mới nhất thì có con cuối cùng thôi. Con mới nhất. Đây. Đăng ký ngày 20 tháng 1 năm 2020. 20 tháng 1 2020. Trời ơi. Mới đây. Mới luôn à? Biển 86 Bình Thuận. 86 Bình Thuận các bạn. 1.000 cây. 1.000 cây. Đó. Thì mới luôn.
Cái này nó gắn được thêm cái tay cầm, tay cầm dắt xe. Đấy, với lại cái bát biển số, đồ zin của nó đủ hết. Nó còn cái đuôi zin đủ. Nói chung là xe đây là đồ zin theo xe là đủ hết. Giá là 67.900.000, đang 2020 nữa kìa. Đó. Như vậy là bây giờ đúng rồi. Hôm nay 21 à. Có được tháng ngày. Đó. Thôi các bạn nhìn đi, mua những con này mình lợi đi rất là nhiều. Rồi, thì con CB nhé. CB 150. CB 150R. Thì con này là đi 3.000 cây. Xe nhà vừa bán vừa chạy luôn. Hơn 2.000, có thể lên 3.000. Chiếc này 29 điểm An Giang. Và giá của nó là 89 triệu, giảm cho anh em được 2 triệu là còn 87. Đó. Dòng này CB 150 là của Thái Lan sản xuất. Thái Lan sản xuất nha các bạn. Em này nữa là em mini này nữa này. Thôi, Moto Benali. Mini này, Benali. Đấy. Thì con này là 23.900.000. 23.900.000. Đó, rẻ nữa có con trắng ở ngoài này, cũng Benali 150. Mới về anh. Mới về. Biển 68 Kiên Giang 2018. 68 Kiên Giang 2018, con này mới về nha các bạn. Nó chạy nhiều nhỉ. Được 9.000 cây. 9.000. Đó, màu trắng nha các bạn. Đó, Benali 125. Giá nhiêu anh? Con này giá 22.900.000. À, 22.900.000 nha các bạn. Đó. Rồi, thì ok. Con kia bán không? Con lấy khách cọc. À, khách mà lấy cọc nữa đó. Ok, thì như vậy mình vừa giới thiệu qua cho quý anh chị và các bạn rất là nhiều dòng xe ở đây. Thì quý anh chị và các bạn nào mình muốn mua chiếc nào thì mình tranh thủ mình liên hệ qua cái địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0976 741 725 á. Đó, xe thì rất là nhiều luôn. Thì mình ưng những cái loại nào hoặc là mình thích những cái loại nào, các bạn cần hỗ trợ những gì các bạn có thể comment mạnh ở dưới video này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.